Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Hoạt động mua bán vận chuyển hàng hóa tại các chợ trong tỉnh Hưng Yên tăng cao hơn. Tại dự án nhà ở Sông Hồng và chợ đầu mối nông sản ở xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, những ngày này, Ban Quản lý chợ bố trí hoạt động 24/24 giờ để phục vụ tiểu thương. Liên kế đó, trên công trường xây dựng, không khí lao động hối hả, khẩn trương đang được chủ đầu tư thực hiện. Dự án nhà ở Sông Hồng và chợ đầu mối nông sản có quy mô gần 8 hectare, nằm tiếp giáp ngã tư, nơi giao nhau giữa hai trục giao thông lớn của tỉnh là đường 379 và 382. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng. Theo quy hoạch, đây là chợ đầu mối nông sản quy mô lớn nhất tỉnh với gần 400 kiosk bán hàng và khu chợ ngoài trời. Ngoài khu chợ đã đi vào hoạt động, hiện chủ đầu tư đang tích cực thi công khu nhà ở thấp tầng với mục tiêu hình thành khu dân cư thương mại dịch vụ đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, tạo cửa ngõ thông thương hàng hóa giữa các địa phương trong tỉnh và liên tỉnh. Cùng với đó là khu nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự và tòa chung cư cao 21 tầng được thiết kế hiện đại, đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Dự án còn có nhiều tiện ích dịch vụ như bể bơi, nhà hàng, khu vui chơi. Đây là một vị trí dự án mà chủ đầu tư đã chọn và nói là rất đắc địa. Tôi nói là nó đang là giao của hai cái đường tỉnh lộ gọi là huyết mạch của huyện Yên Mỹ cũng như ở Hưng Yên, phía Bắc Hưng Yên. Đấy, vị trí đây còn là có thể nói là giao thoa của ba huyện Văn Giang, Khoái Châu và Yên Mỹ. Đấy, với hạn nhân ở đây là một cái chợ đầu mối rất là tiềm năng, nó thu hút rất nhiều khách hàng, các tiểu thương ở khu vực không những Yên Mỹ, Khoái Châu và cuối Văn Giang. Đánh giá rất là cao về vị trí, đặc biệt là vị trí và có chợ đầu mối Sông Hồng. Thì ở khu vực này thì mọi người ở cái sự thu hút khách hàng rất là tiềm năng. Hiện chủ đầu tư đã hoàn thiện đầy đủ pháp lý của dự án như quyết định số 2737 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định số 703 năm 2022 về bàn giao đất để thực hiện dự án và các quyết định của các sở ngành địa phương về cấp phép xây dựng hoàn thành nghĩa vụ thuế cho nhà nước của dự án. Với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Vật liệu Sông Hồng đã hoàn thiện hạ tầng mở bán sản phẩm trong quý 1 năm nay. Chúng tôi đẩy mạnh thi công với mục tiêu sẽ đưa các sản phẩm nhà liền kề, nhà biệt thự, shop house bán ra thị trường vào cuối tháng 3 2024. Đặc biệt, dự án được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Hùng Vương, Hà Nội cam kết bảo lãnh cho người mua nhà tại dự án nhà ở Sông Hồng và chợ nông sản, cũng góp phần làm đảm bảo quyền lợi cho người mua, khẳng định tín nhiệm, tâm huyết của chủ đầu tư đối với khách hàng và dự án, với mong muốn cung cấp tới thị trường những sản phẩm nhà ở bất động sản chất lượng trong tương lai. Đây là sự cam kết đảm bảo quyền lợi cho người mua và khẳng định tâm huyết của chủ đầu tư với khách hàng. Cùng với lợi thế sở hữu chợ đầu mối nông sản lớn nhất tỉnh Hưng Yên nằm ở điểm trung tâm của ba huyện là Yên Mỹ, Khoái Châu và Văn Giang, dự án khu nhà ở Sông Hồng hứa hẹn sẽ là điểm đến thu hút nhiều khách hàng đầu tư và sinh sống.